Quý đạo hữu Muslim thân mến, trong thiên kinh Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã kể rất nhiều câu chuyện. Ngay từ những chương kinh đầu tiên là Allah Subhanahu wa Ta'ala đã kể cho tín đồ Muslimin những câu chuyện để họ nghe và họ thấy và họ biết, để mà làm gương về những người đó, hoặc lấy đó làm sự khuyến cáo cho bản thân họ hoặc cho những người Muslimin khác. Thì qua những câu chuyện đó là những cái bài học rất là quý giá mà không có ai có thể kể chính xác về những chuyện của quá khứ cho chúng ta nghe ngoài trừ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì trong những câu chuyện mà Allah Subhanahu wa Ta'ala kể trong thiên kinh Quran, có một câu chuyện rất là hay, mang rất nhiều ý nghĩa, giúp cho tín đồ Muslimin chúng ta rất nhiều bài học quý giá cho cuộc sống trần gian này và cho ngày sau. Đó là một phần cho, đó là trong câu chuyện của Nabi Musa alayhi salam cùng với một người đàn ông tên là Al-Khudir. Và Khudir, có người cho rằng ông ta là Nabi và có người cho rằng ông ta chỉ là một người nô lệ Salih của Allah Subhanahu wa Ta'ala, nhưng đúng hơn ông ta là Nabi của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và được ghi chép trong bộ Sahih Bukhari, ông Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma nghe được ông Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu kể cho ông ta nghe rằng, và một lần Nabi Musa alayhi salam đứng trong trước cộng đồng Israel, và Nabi Musa alayhi salam đã đọc một bài thuyết giảng làm cho tất cả những người có mặt lúc đó rơi lệ và sợ hãi. Thì xong bài thuyết giảng đó thì Nabi Musa alayhi salam ra đi. Thì có một người đàn ông đi theo Nabi Musa alayhi salam mới hỏi: "Thưa Nabi của Allah, trên đời này còn có ai có kiến thức hơn người nữa hay không?" Thì Nabi Musa alayhi salam quên rằng cái người hơn ông ta và cái đấng hơn ta và cái đấng có tất cả kiến thức đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Nabi Musa quên ngay lúc đó. Nabi Musa alayhi salam nói: "Không." Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala trách móc Nabi Musa và báo cho Nabi Musa alayhi salam biết rằng trên đời này có một người khác, có một người nô lệ khác của Allah Subhanahu wa Ta'ala có kiến thức hơn Musa rất nhiều. Thì Nabi Musa alayhi salam là một người ham học hỏi kiến thức, rất ham học hỏi kiến thức. Chúng ta biết giới Musa địa vị rất là cao đó. Allah Ta'ala, Musa được biệt danh là Kalimullah, tức là người được Allah Ta'ala nói chuyện trực tiếp. Vậy mà Nabi Musa alayhi salam vẫn muốn học hỏi thêm kiến thức. Và Nabi Musa alayhi salam có địa vị rất là cao nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala, vậy mà Nabi Musa vẫn muốn học hỏi kiến thức khi biết được rằng một người nào đó có kiến thức hơn mình. Thì Nabi Musa alayhi salam mới hỏi chứ: "Thưa Allah, người đó là ai và đang ở đâu? Bằng cách nào vậy tôi đến gặp người đó?" Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã báo rằng người đó tên là Khudir, và có đường truyền gọi là Khadir. Ông ta ở tại một vị trí giáp nhau giữa hai biển Majm' al-Bahrain, tức là nơi mà hai biển nó giáp nhau. Và cái vị trí đó có đường truyền cho rằng nó nằm giữa, đó là hai cái biển của hai quốc gia Hy Lạp và Ba Tư, nhưng đúng nhất đó là nằm ở Sina, ở nước nằm phía đông của nước Ai Cập. Thì Nabi Musa alayhi salam mới hỏi chứ: "Như thế nào mà tôi sẽ đến được đó, và như thế nào mà tôi nhận biết đó là người mà Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo tôi gặp?" Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo: "Này Musa, ngươi hãy đem theo một con cá đã chết để trong cái giỏ, và đến khi nào ngươi mất con cá đó thì đó là nơi ngươi sẽ gặp được người đàn ông đó." Thì tức là đem theo con cá nó đã chết, đến khi con cá sống trở lại và nó biết này ngươi này đánh mất nó thì ngươi sẽ thấy được người đàn ông. Thì Nabi Musa alayhi salam đem theo một con cá để trong cái giỏ và đem theo một vị tiểu đồng, và vị tiểu đồng đó tên là Yusha bin Nun. Và vị tiểu đồng đó sau này, sau khi Nabi Musa alayhi salam qua đời, vị tiểu đồng này trở lên vị Nabi thay Nabi Musa alayhi salam. Thì vị tiểu đồng Yusha bin Nun cùng với Nabi Musa alayhi salam hai người ra đi. Allah Ta'ala kể trong Quran từ câu 60 cho đến câu 82 trong Suratul Kaf, câu chương kinh số 18. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Musa nói với vị tiểu đồng của mình: chúng ta sẽ ra đi, đi tìm đến vị trí mà hai biển nó nối tiếp nhau, đụng nhau, và ta sẽ không bao giờ dừng lại, và ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho chuyến đi đó cho đến khi cái chuyến đi nó dài như thế nào. Thì là mẹ nói rằng cái chuyến đi đó, cái lời nói của Nabi Musa alayhi salam như nó nhắc, Hukuba nó có nghĩa là 80 năm dài. Nhưng trong
ý cái này bị Musa không sẽ có ý định đi thời gian 80 năm như thế, nhưng là bị Musa có định rằng sẽ đi không bao giờ dừng cho đến khi nào gặp được người đàn ông đó. Gia đình bị Musa alayhi salam đã đi, nhưng đến khi hai người họ đến được một vùng đất, đến một tảng đá và hai người ngồi nghỉ ngơi, thì Nabi Musa alayhi salam do quá mệt mỏi thì Nabi Musa ngủ thiếp đi. Thì vị tiêu đồng Yusha bin Nun ngồi, thì đang ngồi nhìn cái giữ cái giỏ thì thấy cái giỏ nó rung rinh, thì Yusha bin Nun giật mình. Tại vì Yusha bin Nun không biết được sự việc như thế nào, chỉ biết Nabi Musa ra đi kêu đi thì đi theo, chứ không hỏi lý do tại sao, và cũng không biết nguồn gốc câu chuyện như thế nào, nhưng không vẫn không biết những gì để trong cái giỏ đó, thì làm cho Yusha bin Nun giật mình và hơi sợ hãi, không biết cái gì trong đó. Thì ngồi chính mắt Yusha bin Nun chứng kiến cái giỏ nhúc nhích, và sau đó một con cá từ trong cái giỏ đó phóng ra và đi xuống biển. Và Yusha bin Nun là người chứng kiến cảnh đó và cảm thấy rất là ngạc nhiên và cũng hơi lo lắng sợ hãi, nhưng không gọi Nabi Musa alayhi salam thức dậy. Cho đến khi Nabi Musa alayhi salam tỉnh lại thì hai người tiếp tục lên đường. Thì khi đi lên đường, cho đến khi Nabi Musa alayhi salam mệt mỏi, thật là mệt mỏi, thì Nabi Musa alayhi salam nói: "Này tiểu đồng, hãy đem thức ăn cho ta, ngươi hãy chuẩn bị thức ăn, ta muốn ăn, tại vì ta rất là mệt trong cái chuyến đi này." Thì lúc đó Yusha bin Nun mới sực nhớ lại con cá nó đã phóng ra từ cái giỏ, thì mới báo cho rằng Nabi Musa alayhi salam biết. Thì Yusha bin Nun nói: "Thưa thầy, thầy còn nhớ rằng lúc chúng ta đang ngồi nghỉ ngơi ở một cái tảng đá hay không? Lúc đó con cá nó đã nhảy rời khỏi giỏ, một điều rất là ngạc nhiên, và tôi đã không nói cho thầy biết, chắc chắn là Shaitan đã làm cho trò quên điều đó." Thì lúc đó Nabi Musa alayhi salam không hề trách mắng vị học trò của mình một lời nào hết. Đó là bản tánh của những gì Nabi. Nabi họ không bao giờ trách móc những người nào sống xung quanh họ. Bản tánh của họ chung là như thế, ai cũng vậy. Bản tánh của họ là những người bản tánh rất là tốt đẹp, rất là đẹp. Giống như Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta, ông Anas bin Malik kể: "Tôi đã ở cùng với Nabi 10 năm phục vụ Nabi, nhưng Nabi chưa từng la mắng tôi dù là một tiếng, và chưa từng trách móc tôi dù là một lời, và người cũng chưa từng nói với tôi tại sao lại làm như vậy, tại sao không làm như vậy, chưa từng nói vậy." Nabi đã cư xử như thế đối với một người nô lệ của mình. Và Nabi Musa alayhi salam mới nói: "Đó là điểm mà ta đã được ước hẹn trước." Thì hai thầy trò mới bắt đầu quay trở lại, đi lần theo cái vết của mình đã đi. Thì họ lần theo những cái bước chân của mình đã bước đến, sợ rằng nếu mình đi chệch thì mình sẽ đi lạc hướng và sẽ đi rất thời gian rất lâu mới gặp được cái người đó. Thì khi đến cái vị trí ban đầu hồi nãy tại cục đá, phiến đá, thì Nabi Musa alayhi salam cảm thấy rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên là gì? Lúc mình đến đó thì cái tảng đá nó không có cây xanh gì hết, nhưng tại sao bây giờ khi quay trở lại thì nơi đó hoàn toàn trở nên mọc lên cây xanh? Thì thấy một người đàn ông ngồi ở tại đó. Thì người đàn ông này tên là Khudir. Ông ta được biệt danh là Khudir, có nghĩa là xanh tươi. Thì trong đường truyền Sahih Bukhari ghi lại, bất cứ nơi nào mỗi khi Khudir đặt chân đến thì những cái dấu chân của ông ta sẽ mọc lên những cây xanh. Bất cứ nơi nào mỗi khi bước chân của ông ta bước đến đâu thì tại nơi đó sẽ mọc lên cây xanh liền ngay lập tức. Nên ông ta được đặt biệt danh là Khudir, tức là cây xanh. Thì đó là hadith do đường truyền Bukhari ghi lại. Thì Nabi Musa alayhi salam mới thấy người đàn ông đó, mới hỏi: "Có phải ông là Khudir hay không?" Thì ông ta trả lời: "Đúng rồi." Và là ông ta mới hỏi ngược trở lại: "Nhà ngươi là ai?" Thì người đàn ông, thì Nabi Musa mới nói: "Ta là Musa." Thì ông hỏi: "Có phải là Musa con cháu Israel hay không?" Thì Nabi Musa nói: "Đúng." Thì người đàn ông Khudir và Nabi Musa cả hai đều có hẹn nhau hết. Allah bảo Khudir chờ đó để mà gặp Musa, và bảo Musa đi đến đó tìm gặp Khudir. Và khi xong thì hai người mới nói, thì Nabi Musa alayhi salam mới nói với Khudir: "Chúng ta thấy địa vị của Nabi Musa alayhi salam cao hơn địa vị của Khudir rất là nhiều. Khudir chỉ là Nabi thôi, còn Musa alayhi salam là Rasul, rồi địa vị của Rasul cao hơn Nabi rất là nhiều. Nhưng Nabi Musa alayhi salam vẫn thỉnh cầu xin đi theo Khudir để mà học hỏi." Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Nabi Musa nói: "Này hỡi Khudir, thầy có thể cho tôi đi theo thầy để mà học hỏi vài kiến thức mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã dạy cho thầy không?" Một sự năn nỉ, một sự hạ thấp mình dưới người thua kém hơn mình về địa vị. Thì đó là kiến thức của Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nói: "Ta sẽ nâng cao địa vị của những người nào có kiến thức lên cấp bậc nhiều hơn những người bình thường."
thì khi người nào đã được kiến thức của Allah subhanahu wa ta'ala thì Allah sẽ nâng họ lên địa vị rất là cao, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị sang hèn của xã hội. Chỉ cần người đó có kiến thức của Allah subhanahu wa ta'ala thì địa vị họ rất là cao đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi Musa cũng có kiến thức, nhưng kiến thức không bằng người đàn ông này, nên đã đi theo và đã xin đi theo để mà học hỏi kiến thức. Thì người đàn ông này đáp: innaka lan tastati' ma'iya sabra, ngươi sẽ không bao giờ có khả năng đi theo ta để mà hỏi kiến thức đâu, không đủ khả năng chịu đựng. Thì Nabi Musa alayhi salam đã nài nỉ, nói hãy cho tôi đi theo đi, và tôi xin hứa rằng inshallah tôi sẽ không bao giờ chống đối là mệnh lệnh của thầy, và tôi sẽ không bao giờ cãi lời thầy bất cứ điều gì hết. Thì lúc này người đàn ông Khudayb mới nói: nếu như ngươi quyết định đi theo ta thì ta có một điều kiện, là ngươi không được phép hỏi ta bất cứ điều gì cho đến khi nào ta nói cho ngươi biết về sự việc đó. Tức là không được phép hỏi, chỉ được phép đi theo nhìn ta làm gì thì cứ việc yên lặng, cho đến khi nào ta muốn nói cho ngươi biết thì ta sẽ nói. Còn không, không được phép hỏi tại sao, như thế nào, hay là tại sao phải làm gì, yên lặng. Thì Nabi Musa alayhi salam đồng ý và hai người đi. Thì hai người bắt đầu ra đi. Thì trước khi đi thì Nabi Musa alayhi salam mới nói với tiểu đồng của mình Yusuf bin Nun: đến đây ngươi quay về đi, ta không cần ngươi nữa. Thì hai người bắt đầu ra đi cuộc lộ trình của mình. Thì khi đến cái bờ biển thì những người dân của bờ biển đó đều biết, nhận biết được Khudayb, tại ông ta là một người nổi tiếng ở vùng đó. Và những người đó biết đến ông ta về sự ngoan đạo và sự tốt lành của ông ta, thì những người trên thuyền đối đãi tốt của chúng ta và mời hai người họ lên trên thuyền chở họ qua bên bờ bên kia, và không lấy bất cứ đồng tiền nào hết. Lý do là tại vì Khudayb chứ không phải là Musa. Tại vì Nabi Al-Khudayb được mọi người biết đến, trong khi Musa không hề biết đến trong lúc đó, trong cái xứ sở đó. Thì đang trên lúc trên thuyền để mà đi qua bờ bên kia, thì Nabi thì có một con chim nó bay xuống, nó mổ dưới mặt biển. Thì Khudayb mới nói với Nabi Musa alayhi salam: này Musa, kiến thức của ta cộng thêm kiến thức của ngươi so với kiến thức của Allah subhanahu wa ta'ala giống như con chim nó mổ xuống mặt biển, chẳng có là gì. Thì con chim nó mổ xuống mặt biển đó, ảnh hưởng gì tới cái biển? Thì kiến thức của con người cho dù như thế nào, uyên bác ra sao, so do Allah subhanahu wa ta'ala chẳng là cái gì. Khudayb cộng thêm kiến thức Khudayb và kiến thức của Nabi Musa alayhi salam so với kiến thức của Allah giống như con chim mổ xuống biển, chẳng có là gì hết đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì khi gần đến bờ bên kia thì Khudayb mới cầm cây ghiều đục chiếc thuyền, đục lũng chiếc thuyền, và sau đó mới lấy miếng vải kha, mới lấy miếng vải chặn là chiếc thuyền lại, chặn cái lỗ đó lại. Thì Nabi Musa alayhi salam lúc này quên đi cái lời hứa với ông thầy là không được phép hỏi. Thì Nabi Musa mới nói: này thầy, tại sao thầy làm chuyện đó? Thầy muốn, bộ thầy muốn giết hết những người trên thuyền hay sao mà thầy đục cái mạn thuyền? Việc làm của thầy rất là tệ hại. Thì Khudayb mới nói: chẳng lẽ ta không nói trước với người rằng người không có khả năng đi theo ta hay sao? Thì Nabi Musa alayhi salam mới nói: xin thầy hãy bỏ cho tôi chuyện này, tại tôi quên, và xin thầy đừng có làm khó dễ tôi trong việc tôi đi theo thầy để mà học hỏi. Thì hai người tiếp tục ra đi, tiếp tục lên bờ và đi tiếp. Thì khi đi cặp thêm ở biển thì gặp nguyên một nhóm trẻ đang chơi đùa. Thì ông Khudayb ngắm nhìn vào một đứa trẻ giết trong nhóm đó, và lần đến đứa trẻ đó, khi đến gần đứa trẻ đó thì Khudayb nắm đứa trẻ đó mà giết chết đứa trẻ tại chỗ. Thì lúc này Nabi Musa nổi giận. Nabi Musa nổi giận, lúc này Nabi Musa không quên lời hứa với mình với thầy trước đó, mà do quá giận nó nói: thưa thầy, tại sao thầy giết một sinh mạng vô tội như thế? Nó đứa trẻ vô tội, tại sao giết nó? Việc làm của thầy rất là tàn ác, rất là tàn nhẫn. Thì Khudayb lúc này cũng nổi giận mới nói: chẳng lẽ ta không nói với ngươi rằng ngươi không có khả năng đi theo ta hay sao? Thì lúc này Nabi Musa hạ giọng cho lời, nhưng rất giận, rất giận nhưng mà hạ giọng cho lời mới nói: tôi xin hứa với thầy, nếu như tôi còn hỏi thầy bất cứ điều gì nữa kể từ lúc này thì thầy hãy đuổi tôi, và thầy đừng chấp nhận bất cứ yêu cầu gì tôi sao đó. Đất rất là đang giận, nhưng mà khi thấy thầy mình giận hơn thì nén lòng cho lại. Đó là một cái đạo đức giữa một học trò đối với ông thầy. Đó là đạo đức mà Allah subhanahu wa ta'ala dạy trò: khi đối diện với thầy thì không được phép lớn giọng hơn thầy, khi thầy đã lớn giọng hơn thì phải yên lặng cho dù có giận như thế nào. Đó là một cái đạo đức mà Allah ta là vậy. Musa alayhi salam cấp bậc cao hơn so với người đàn ông đó, nhưng vẫn hạ giọng và hạ mình trước người đàn ông đó. Thì chúng ta, đó là bài học cho những người Muslimin chúng ta.
Và hai người tiếp tục đi nữa, cho đến một cái xóm làng nọ. Thì khi đến làng đó là hai người họ rất là đói. Thì Nabi Musa với ông Khâu Thiệt hai người đi vào từng nhà một để mà xin họ thức ăn. Thì không một người nào trong làng cho phép họ, cho họ thức ăn hết. Cả nguyên một xóm làng là những người keo kiệt, những người keo kiệt bụng xỉn, không ai cho thức ăn hết. Thì lúc đó Khâu Thiệt nhìn thấy một cái bức tường nó sắp bị ngã, nó gần bị ngã. Thì Khâu Thiệt mới đến kêu Musa giúp đỡ, và hai người đã dựng xây bức tường đó lại cho đứng cứng cáp đàng hoàng. Thì lúc này Nabi Musa alayhi salam lại lên ý kiến, mà nói: thưa thầy, nếu như thầy muốn thì hãy đòi chủ nhân nó tiền đi, lấy tiền công đi để chúng ta mua thức ăn, hoặc là kêu họ cho chúng ta thức ăn đi, chúng ta quá đói. Thì lúc này Khâu Thiệt mới nói: đây là lúc mà chúng ta và ngươi sẽ chia cắt nhau. Ba lần nhà ngươi đã tái phạm, hỏi ra ba điều, thì bây giờ không còn lý do gì hết. Nhưng trước khi ra đi, ta sẽ kể cho ngươi biết lý do tại sao ta làm những chuyện đó, lý do tại sao ta đã đục chiếc thuyền, lý do tại sao ta đã giết đứa trẻ đó, và lý do tại sao ta phải dựng bức tường này lên. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói hadith cầu xin Allah thương xót cho Nabi Musa. Phải chi Nabi Musa có lòng kiên nhẫn hơn nữa là chúng ta đã học hỏi được từ người đó ông Khâu Thiệt đó những điều bài học quý giá khác. Nhưng Nabi Musa đã không đủ kiên nhẫn để mà chịu đựng. Thì chúng ta thấy người đàn ông đó chỉ là một vị Nabi cấp bậc thua Nabi Musa, nhưng kiến thức uyên bác hơn Nabi Musa alayhi salam. Thì người đàn ông mới nói: về cái chiếc thuyền mà ta và ngươi đi, và ta đã đục chiếc thuyền đó, là tại vì trước mặt họ cái bờ phía bên kia đó có một ông vua, có một bạo chúa chuyên xét những chiếc thuyền nào còn nguyên và lành lặn, ông ta sẽ cướp lấy về cho bản thân ông ta. Trong khi những chiếc thuyền đó là những người nghèo sống vùng biển dùng nó để mà kiếm sống hàng ngày. Họ nguyên một nhóm người nhờ chiếc thuyền đó họ kiếm sống. Nếu như bị lấy, họ lấy gì họ sống. Nên ta đã đục chiếc thuyền để cho chiếc thuyền nó bị hư hỏng, để cho ông vua đó nhìn thấy chiếc thuyền đã bị hư hỏng nên ta không lấy. Đó là ta giúp cho những người nghèo đó. Một điều. Điều thứ hai, cái đứa trẻ mà ta đã giết chết nó, tại vì cha mẹ của nó là hai người một mình tin tưởng vào Allah subhanahu wa ta'ala. Tại vì đứa trẻ này sau này nó lớn lên, theo tafsir ghi lại, đứa trẻ này sau này nó lớn lên, nó sợ trở thành cướp đường, và cha mẹ của nó do cưng chiều nó và làm theo nó, chiều theo nó, và sau này sẽ trở thành những người phủ nhận đi đức tin Allah subhanahu wa ta'ala. Nên Khâu Thiệt muốn giết người đàn ông đó và mau giết đi đứa trẻ đó, mong rằng Allah subhanahu wa ta'ala thay đổi một đứa trẻ khác cho cha mẹ nó tốt hơn nó, và ngoan hơn nó, và hiếu thảo hơn nó. Thì trong tafsir ghi rằng cái người đứa trẻ mà bị giết đó tên là Jaisur, và Allah subhanahu wa ta'ala đã thay thế đứa trẻ đó cho cha mẹ nó một đứa con gái khác và ngoan đạo hơn đứa trẻ đó rất nhiều. Đó là lý do mà Khâu Thiệt đã giết chết đứa trẻ đó. Điều thứ ba, lý do thứ ba mà ta dựng bức tường đó lên, tại vì ở bức tường dưới cái bức tường đó có một kho báu, và cha kho báu của hai đứa trẻ mồ côi trong thành phố đó. Bởi vì cha của nó là một người soleh, một người quan đạo, trong khi cả thành phố, cả thị trấn, cả ngôi làng đó là những người keo kiệt bụng xỉn và những người hư đốn. Chỉ có duy nhất một mình cha của cả hai đứa trẻ đó là người ngoan đạo, và ông ta đã giấu khối tài sản của mình dưới bức tường đó, mong rằng con ông ta sau này sẽ lấy nó lên. Và bức tường nó gần ngã, nếu như nó ngã thì những người trong làng sẽ phát hiện mà lấy đi kho báu đó. Nên Allah subhanahu wa ta'ala cử ta và ngươi đến đây dựng bức tường nó lên, để cho hai đứa trẻ đó sau này trưởng thành tự chúng sẽ khai quật cái kho tàng đó, kho báu đó cho chúng. Đó là cái rahmah, cái lòng thương xót của Thượng Đế của nhà ngươi dành cho hai đứa trẻ đó. Và đó là điều mà nhà ngươi hỡi Musa không có khả năng kiên nhẫn chờ đợi. Thì câu chuyện giữa Nabi Musa alayhi salam cùng với Khâu Thiệt đến đó đã kết thúc. Thì những cái bài học rút ra từ cái câu chuyện chúng ta vừa nghe giữa Nabi Musa với người đàn ông Khâu Thiệt, thì cái bài học đầu tiên đó là kiến thức. Cho dù con người chúng ta học hành như thế nào, với thời gian bao lâu và đạt được bao nhiêu bằng cấp, thì kiến thức của chúng ta vẫn là rất ít, rất ít, cần phải học hơn nữa, cần phải trau dồi hơn nữa. Không phân biệt độ tuổi chúng ta đã bao lớn hay là chúng ta như thế nào, chúng ta cần phải học hỏi. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala phát trong thi kinh Quran: wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, bên trên tất cả mọi kiến thức uyên bác và uyên thâm, đó là đấng tinh thông tất cả, đó là Allah subhanahu wa ta'ala. Allah là trên tất cả và mọi kiến thức.
Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Và cho dù các ngươi có được trao dồi kiến thức bao nhiêu và bao lâu thì cũng rất là ít. Allah Subhanahu wa ta'ala bảo rất là ít. Thì cần phải học hơn nữa, đừng bao giờ nói tôi học như thế đã đủ rồi. Tôi đã tốt nghiệp ở trường này, trường này, trường này, tôi đạt bằng cấp như thế này đã đủ rồi, chưa đủ. Cần phải học hơn nữa. Đừng nói tôi đã già, phải học hơn nữa. Cần phải trao dồi kiến thức như Musa alayhi salam còn phải đi học. Người đã vượt xa, rất là xa, đi tìm kiến thức để mà học. Thì những người khác chỉ cần ngay thời đại chúng ta ngay bây giờ đây. Thời đại chúng ta ngay bây giờ đây không cần phải đi đâu xa hết. Ngày xưa đó, ngày xưa Ahmad bin Hanbal, ông ta đã từ xứ sở của ông ta phải lội đi hàng tháng trời từ ở Sham, từ ở Baghdad, Iraq đi qua Makkah để mà học, để mà học hadith, đi bằng chân, đi bộ bằng chân. Và cha biết một vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đi một tháng trời đi đến Abdullah bin Unais để học một cái hadith duy nhất, một cái hadith một duy nhất, ông ta đã bỏ một tháng đường đi đường. Thì ngày nay chúng ta không cần phải mệt mỏi như thế, ngồi tại nhà chúng ta vẫn có thể học kiến thức qua Allah Subhanahu wa ta'ala qua internet. Và bài học thứ hai, kiến thức nó không phân biệt ở độ tuổi hay địa vị của người dạy chúng ta. Cho dù cái người mà chúng ta muốn đến học hỏi họ có thấp hơn chúng ta về địa vị, có nhỏ hơn chúng ta về tuổi tác, và có như thế nào, có nghèo hơn chúng ta về tiền bạc, nếu chúng ta cần học hỏi vẫn phải đến với người đó học. Imam Ahmad sau khi ông ta đã được cho phép dạy trở lại sau khi bị cấm, thì thủ lãnh, vị thủ lãnh tức là vị vua của Islam thời đó đã mời ông ta đi vào trong cung dạy con của vua. Thì Imam Ahmad mới nói kiến thức của Allah Subhanahu wa ta'ala là tìm đến nó chứ nó không đi tìm để mà dạy. Kiến thức của Allah là tìm đến nó mà học chứ nó không đi tìm người để mà dạy. Thì chúng ta muốn biết kiến thức chúng ta cần phải đi tìm, chúng ta muốn biết kiến thức chúng ta phải đi hỏi. Fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala bảo các ngươi hãy đi hỏi những người có kiến thức về những điều các ngươi không biết. Tức kiến thức của Allah ta'ala người ta không đem đến cho mình đâu. Mình muốn biết mình phải đi học, mình muốn biết mình phải đi tìm, mà mình biết mình phải đi nghe. Thì những khi nào trong message chúng ta có những cuộc hadara hay những cuộc thuyết giảng, chúng ta rảnh thì hãy nhín thời gian đến mà nghe. Nếu chúng ta cứ khi nghe chúng ta ra đi, chúng ta nghe chúng ta đi về, thì cứ như thế suốt cuộc đời chúng ta sẽ không biết như thế nào về kiến thức của Allah Subhanahu wa ta'ala. Giống như có một người đàn ông đã hỏi Imam Muhammad bin Hassan, đã hỏi thưa Sheikh, tôi là một người rất là bận rộn, tại vì tôi phải đi làm. 7 giờ sáng tôi đi làm, tới trưa 2 giờ tôi đi về, và tôi chỉ ăn uống và nghỉ ngơi một lát rồi tôi đi làm tiếp tục, và đến chiều 5 giờ tôi mới về nhà. Thì cứ như thế hàng tuần, một tuần tôi chỉ nghỉ có một ngày, đó là ngày Chủ nhật. Thì ngày Chủ nhật đó tôi phải bận rộn với gia đình và con cái, thì cứ như thế hàng tháng tôi không có thời gian để mà học hỏi kiến thức Islam. Thì chúng ta nghe Sheikh nó trả lời. Sheikh nói nếu như anh cứ sống như thế đó, tức là anh cứ sống như thế không quan tâm đến Islam đó, anh không có thời gian, thì đến khi anh giật mình sực tỉnh trở lại thì một chân anh nằm trong mộ và một chân anh ở trên trần gian, tức là nằm trên giường bệnh. Đến chừng đó chúng ta sẽ sực tỉnh, ôi ước chi mình có thời gian học hỏi về Islam, thì chuyện đó đã rất là muộn rồi, sợ không có cơ hội để mà học nữa. Thì hãy tranh thủ thời gian để mà học hỏi kiến thức của Allah Subhanahu wa ta'ala. Đừng bao giờ nói tôi không có thời gian, đừng bao giờ nói tôi đã già, đừng bao giờ nói tôi như thế nào, mà hãy học hỏi. Imam Ahmad bin Hanbal, có người nói thưa Imam, địa vị của ông như thế này, ông uyên bác như thế mà ông còn học nữa đây sao? Thì ông mới nói tôi sẽ lấy luôn nghiên mực theo tôi đi vào trong cõi mộ, và tôi sẽ học cho đến khi nào người ta chôn tôi vào mộ, cho đến khi nào chôn vào mộ người ta mới ngừng học. Lúc ông ta nằm trên giường bệnh hấp hối đó, có một người đàn ông đến thăm ông ta trong lúc bệnh và nói với ông ta nghe một cái hadith ông ta chưa từng nghe bao giờ trước đó. Ông ta mới bảo con trai mình Abdullah, hãy đem cho cha giấy và viết và cái bàn ở đây để cha ghi cái hadith đó lại. Thì con hỏi thưa cha, ngay bây giờ à? Ngay bây giờ hay sao? Thì ông ta nói cha muốn cha chết là một người có kiến thức còn hơn là cha chết là một người không biết kiến thức. Và bài học thứ ba, vợ con và tài sản là một cái hồng phúc mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho con người chúng ta. Nhưng đừng vì vợ con và tài sản đó lấy nó mà quên đi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala báo rằng trong thiên kinh Quran, wa'lam annama amwalukum wa auladukum fitnah. Các ngươi hãy biết rằng tài sản và con cái của các ngươi là một sự thử thách đối với các ngươi. Thử thách như thế nào? Allah Ta'ala dùng con cái và tài sản này mà thử thách chúng ta.
đối với những người nào chưa từng có con hoặc là có con hiếm muộn, khi có con thì họ quan tâm hết tất cả dành cho con và quên đi cái bổn phận của mình đối với Allah Ta'ala, đó là hành lễ solat ngày đêm 5 lần ở Masjid hay là ở nhà, thì họ lơ sao lãng với lễ solat, quan tâm đến con cái và tài sản buôn bán với bận rộn với buôn bán, bận rộn với thương buôn, họ quên đi bổn phận hành lễ solat. Hãy biết rằng đó là sự thử thách của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Sheikh Muhammad Hassan ông ta nói, ông ta đưa ra một cái tiêu chuẩn chuẩn mực để chúng ta dựa vào đó mà cân đo xem rằng những gì chúng ta đang có đó nó là cái hồng phúc Allah cho chúng ta hay là một cái niềm xấu cho chúng ta. Ông ta nói, nếu như một người nào đó giàu có và có tiền bạc, nếu như tiền bạc và tài sản đó giúp cho anh ta hành đạo một cách chu toàn hơn và một cách nhiều hơn và tốt đẹp hơn thì đó là ni'mah, một cái hồng phúc Allah cho anh ta. Còn nếu như anh ta có tài sản mà tài sản của đó làm cho anh ta bận rộn về nó, quên đi Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì hãy biết rằng đó là một cái điều tệ hại đối với anh ta. Đó là một sự tệ hại mà Allah đã ban cho anh ta. Và điều thứ tư, đối với thế hệ cha mẹ, một khi họ là những người ngoan đạo thì Allah Subhanahu wa Ta'ala lo lắng cho con cái của họ sau này. Thì những người nào muốn con cái của mình sau này là những người trở thành những người alim, những người có kiến thức về Islam, những người được Allah Ta'ala quan tâm sau khi họ không còn ở trên đời này, thì ngay bây giờ thế hệ của họ hãy là người ngoan đạo. Giống như trong câu chuyện mà hai đứa trẻ đã được Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo vệ kho tàng của bọn chúng ở dưới cái bức tường đó, tại vì Allah Ta'ala nói tại vì cha của bọn chúng là người Salih. Tại vì cha nó là người Salih. Khi một người đàn ông Salih thì con của anh ta, gia đình của anh ta sẽ được Allah Ta'ala bảo vệ sau khi anh ta không còn ở trên đời này. Thì muốn là người được con cháu chúng ta là một người đàng hoàng thì hãy là người đàng hoàng trước cái đã, bản thân chúng ta, để chúng ta được Allah Ta'ala đối ngoại với chúng ta sau khi chúng ta rời khỏi trần gian này, không lo sợ đến con chúng ta sau này. Và điều cuối cùng, đối với trên đời này không có ai biết được bất cứ chuyện gì quyền bí. Giống như Allah Ta'ala phát Alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibihi ahada. Allah đã đấng am tường tất cả mọi việc quyền bí, không một ai trên đời này biết được nó. Illa man irtada bi mir rasul, ngoại trừ những vị rasul nào được Allah ban cho họ kiến thức. Thì đối với người nào cho rằng ta là wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta biết được chuyện thiên cơ quyền bí, thì đó là người nói dối, đó là người nói xạo, đó là người lường gạt. Chẳng những thế mà còn là người kafir. Tại vì Allah Ta'ala nói rằng không ai biết được chuyện thiên cơ quyền bí hết, mà người nào tự xưng đó là người phủ nhận đi thiên kinh Quran, phủ nhận đi lời nói của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chỉ có Rasul, những vị Rasul mới được Allah ban cho, giống như người đàn ông mà chúng ta nghe khi nãy. Ông ta biết được lý do tại sao giết những người đứa trẻ đó, tại vì Allah cho ông ta biết được chuyện của tương lai đứa trẻ như thế nào, và biết được những chuyện tương lai thế nào, giống như Nabi Musa và Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam của chúng ta đã từng biết như thế. Và họ chỉ biết được một cái giới hạn rất là ít với những gì Allah cho họ biết thôi, cho họ không biết vượt hơn những cái gì mà Allah Ta'ala cho họ. Và họ cũng không tự xưng ta biết được những điều quyền cơ quyền biết. Giống như Allah Ta'ala nói về lời của Nabi Muhammad Sallam trong thiên kinh Quran, Nabi nói ta không biết được chuyện của thiên cơ hay là chuyện quyền biết. Nếu như ta biết được là ta đã thu thập cho mình những điều tốt đẹp cho trần gian rồi, và ta đã tránh được những gì tai nạn ập đến ta. Và Nabi Sallam cũng không biết, và không một vị Nabi, không một vị Malakat nào biết được, kể cả tại thiên thần Jibril cũng không biết được chuyện thiên cơ quyền bí. Chỉ có một mình Allah Subhanahu wa Ta'ala duy nhất mới biết được điều đó. Thì đó là câu chuyện đem đến chúng ta rất bài học quý giá. Đó là đầu tiên, và cái điều quan trọng nhất trong cái câu chuyện này, đó là kiến thức Islam. Chúng ta hãy trao dồi kiến thức, cho dù tuổi đời chúng ta bao nhiêu thế nào, cho dù chúng ta đã học hỏi bao lâu và bao nhiêu. Và đừng bao giờ xem thường những người nào có kiến thức hơn chúng ta, trong khi địa vị họ thấp hơn hay là tuổi đời họ nhỏ hơn hay như thế nào. Cần phải đi học hỏi. Bởi tấm gương của chúng ta đó là Nabi Musa alayhi salam, mới địa vị rất cao nên Allah đã hạ mình đi đường rất là xa, và đã nài nỉ một người đàn ông thấp hơn mình ở địa vị học hỏi về kiến thức, tại vì người đó hơn Nabi Musa alayhi salam về kiến thức mà Nabi Musa alayhi salam không biết.